Sau khi muối đã mài xong thì giờ mình ráp muối vào. Bây giờ mình tiến hành cắt lốp. Anh em lưu ý là cắt lốp thì anh em đi ngược kim đồng hồ nhé. Dao nó ăn lốp nó khỏi vấp. Bây giờ mình tiến hành sẽ cắt hai cái lốp. Một là bố ni lông, hai là cái bố kẽm. Xe giúp xe nó rằng ấy. Mấy thằng này để em cắt hết. Đây là mình cắt lớp bố ni lông này, lớp bị hư này, lỗi phòng này. Lớp kém này, lớp kém 6 năm 2016. Làm qua cho em coi thôi, chứ mình không có cắt nhiều nha. Để mình làm YouTube mà, mong anh em ủng hộ kênh để mình ra nhiều kênh khác nữa. Nhiều kênh hay trong nghề nghiệp để anh em biết đến. Bố này có thép này, kém này. Lạc ai em, lạc ai. Đây và mình đã cắt xong lớp méo bố thép đây. Xin chào tất cả các anh em, hôm nay mình sẽ làm một video clip hướng dẫn anh em làm mũi dao cái bố thép bố ni lông. Trước tiên mình cắt lưỡi dao mình phải biết mình đang sử dụng cái máy mài nào. Hiện tại mình đang sử dụng cái máy mài đó, máy mài mình đang sử dụng là máy mài hiệu Crow 8.500 vòng trên một phút này. Đầu tiên là mình xác định thực cái lưỡi cắt dao mình to hay bé, tùy theo vào máy các bạn sử dụng nha. Bạn xác định được cái tim này, tim của máy các mình là 8/16 này. Đây quay lại gần nhà anh em thấy này, mình là 8 này. Giờ máy sắt đây mình sẽ chuẩn bị là sắt dày 4 ly. Thứ nhất là các bạn ra đi chi tiệm
cái section. Các bạn sẽ hỏi hoặc là các bạn tìm thử miếng sách nào nó vừa ý mình là vừa. Ví dụ như sách 12 thì nó cỡ đường kính ra là vừa. Mình sẽ chuẩn bị mũi hộp kim để sau khi mình kết xong mình sẽ hàn nó vào và mình mài mũi. Mũi hộp kim mình đang sử dụng là để mình đo cái cho anh em coi cụ thể này. Mũi hộp kim là hình chữ nhật nha anh em. Nó chiều rộng nó là 14 nè. Chiều dài 25. Chiều dài nó là 5 ly. Mũi nó là số hiệu nó là IG6 nha anh em. Mình chia tâm cách ra đây, mình sẽ đưa mũi hàng mũi cách ra đây, mình hàng gió đá lại nha mấy anh em. Mình sẽ tiến hành mài một số cạnh cho nó bằng nhau đi, cho nó vô dây lọt đường kính. Em nhớ phun miệng rồi lại cho gió đá. Sau khi hàn giấy đế xong á, mình tiến hành mình mài muối. Mài muối là các bạn lưu ý là mài theo hình chấm nón nha, hai mặt giống nhau. Đây, mình sẽ quay mũi ra mình kia mình mài này, đây. Mình mài mới một bên này. Đó. Hàn đứng cạnh giấy này, các bạn thấy không? Quay chậm cho các bạn thấy. Đó. Còn cạnh đây mình chưa mài, cạnh bên đây mình chưa mài. Mình muốn mài đứng thì luôn. À, cho nó vuông hình ra cạnh anh em để mũi dao nha, mũi dao rất là quan trọng đó. Sau khi mài xong mũi dao và bỏ vào máy cắt thì anh em phải nhớ là phải ráp cái cản bảo vệ vào cho nó an toàn nha, chứ không có cản bảo vệ là rất là nguy hiểm. Mũi dao hợp kim này nó có thể lấy ngón tay ngón chân đi lúc nào bất cứ nào cũng không hay, bởi vì nó rất là ngọt, nó cái cả sắc nước mà. Anh em lưu ý nha, nhớ phải bỏ cản bảo vệ vô.